Ê, thằng kia đội trưởng ấy nào, nó mặc cái khác vậy, thằng này nó là pháp sư chúa Pháp sư chúa, pháp sư chúa anh ơi. à, pháp sư lỏ à. Pháp sư lỏ. Mọi người có thấy nick kỳ xấu trai không? Đội pháp sư nó tăng động quá mày. Vào game đi chứ. Anh vô đây, vô đây anh. Ready. Giờ mấy đứa gì đen dữ vậy? Ừ, tối thui à. Ê, tụi bay không xem trailer à? Uầy. Ủa cái đầu hồi này sao nó bóng vậy? Tối sáng thì thôi rồi luôn. Cái đầu làm có bóng dữ vậy nó kì. Nhuộm tóc đi. Để cho nhận diện cho dễ đấy. Ta xe lấy chìa khóa đây, ra khoe lấy chìa khóa đi ốc ơi. Gọi xe đâu? Gọi đi kiếm. Ờ, mà xe đâu? Kiếm. Vòng này chìa khóa, vòng đây đây thôi. Không có chìa khóa, hơi xe bắp khác thì tụi mày. Năm nào cũng kiếm chìa khóa. Hay là mẫu xe cái này ra mày. Làm sao để mổ được? A few moments later. Tao thấy có cái bụi rơm mày sáng sáng lên này. Ai 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 tụi bay ơi. Thay vì tụi mình đi tìm chìa khóa thì chỗ này nó có thể nhảy lên được mà đúng không? Đây. Đây có một giấy đây nè, nóc có một giấy đây nè. Đâu đọc đi. Ngày 14 tháng 11. Nó không hề dễ dàng khi mà đi dọc, không dễ dàng để đi kiếm mấy con dê. Để do việc triệu hồi có nhiều bụi rơm, tôi bắt đầu dần suy nghĩ liệu đây có phải là một ý tưởng tốt để làm việc này một mình hay không. Nathan luôn nói với tôi rằng tôi luôn phải đi cùng với mọi người. Khi mà thời gian đó đến, tôi cảm thấy lạ, cảm giác như là da tôi đang cháy lên. Em lượm được căn xăng này mọi người. Đốt nhà. Nếu mà được cửa nhà tụi bay đi vòng vòng để xem sao kiếm được gì không. Okay. Em quăng bó gân ở đây ơi, hình như ui, chó sủa thôi mà anh, chó sủa thôi mà. Bình tĩnh. Em nghĩ là gom cái bó gom lại xong rồi. Thế đây có cái cửa này em biết mở được không? Không mở được. À đây là cái chỗ để tới nè, cái chỗ để tới đồ nè, để quăng mấy con dê vô đốt rồi. Để mình làm nghi lễ. Ê chìa khóa đây, tao có chìa khóa. Bấm chữ E để xài anh. Chữ E hay chữ bấm chữ E, chữ E. No. Bấm chữ G. Nó dí chết cha tụi mày. Hút cửa cho mình rồi. Ê, con ma dí ở đây nó có nháy không vậy? Ê, vào đây chơi bia tụi mày. Ê bia. Làm một ván. Ê có chìa khóa nữa này. Chìa khóa mở cửa nhà. Khóa để mở cửa nhà. Trên đây sao này? Ngày 17. Rồi, này mở cửa lên, mở cửa đi nè. Ui. Thấy con mấy dao. Con dao cắm đây nè. Em mày vào trước xem có bị ăn headshot không. Thằng nhà check đi, tao nhà check không. Mong con nào đen dữ vậy? Thấy chỉ lúc mà mong con mà. Đừng có bật lóc đã. Ai? Ủa anh làm sao để mở cửa? Bấm chữ E mở cửa. Ôi ơi, tao thấy cái gì đó đằng trước kìa mày ơi. Bây giờ là anh em gì mình đây, em gì mà nó không xù tí chạy thôi. Thí vậy nè, bây giờ con ma lúc mà nó đi gần á phải đè chữ E đèn pin vô mặt nó nha, hiểu không? Chụp phải á. Cái đèn pin này sẽ làm bị nó choáng á, mình chạy. Phải giỏi lâu nha, phải xài lâu nha. Lên tụi bay ơi. Đâu rồi là này. Thằng nào sợ thì đi trước nha. Magritte thằng nào tối quá vậy. Không á, mình lên đây hết rồi chứ tao nghi. Đây là nha. Đây là chơi nhảy đi. Bây giờ nhảy nhá. Chúng ta sẽ chơi một cái trò chơi mini game để quyết định xem ai sẽ là người vào đấy trước. Xuống đây chơi mini game này, quyết định cho nhanh này. Bây giờ nhá. Bây giờ sẽ chỉ có đọc, bây giờ bốn chúng ta chỉ có đọc hai số thôi, 1 và 2. Rồi tôi đếm đến 3, 1 2 3, anh em đọc một hoặc hai. Trong bốn người có ba người đọc số 2 thì thằng kia đọc số 1 sẽ phải đi vào. Ok chưa? Okay. Là sao? Giống như tay trắng tay đen anh biết không? Trắng đen trắng đen, ví dụ ba trắng một đen thì ông đen đi lao đầu vô, và ba đen một trắng ông kia lao đầu. Bây giờ này, đếm 1 2 3 này, nói 1 hoặc 2 nhá. Đếm 1 2 3 này. 1 2 3. 2. Thôi mày đi ra đi mày. Anh ốc chậm nữa. Ba của tao xong rồi, ba của tao nói rồi. Mày nói chậm nhất á, mày nói chậm nhất là mày đi vô đúng rồi. Tôi chậm nhất mà. Ba của tao đồng hành. Mày đi đi. Mày làm nhất mà. Mày nói hai cần lên livestream anh coi lại không? Bỏ canh xăng lại. Bỏ cái canh xăng lại. Anh em đi cùng đi, anh em đi cùng đi. Tao đi cùng nhưng mày đi trước. Ừ mày đi trước, tao đứng sau lưng rồi. Nói chậm á mày. Người ta đếm đến mày suy nghĩ mày. Không bị delay, không phải nói chậm mà bị delay đấy. Bộ tao có ai delay đâu. Nó kìa, nó. Quỷ. Đi điên từ từ tới gần. Chạy.
hết rồi. Đây có chìa khóa này. Lầm chìa khóa trên. Master bedroom. Ê, ở đây có bó rơm nha, thì chính tỏ là phải gom hết đấy. Đừng ra được cửa chính. Bó rơm mình phải gom hết đấy. Medkit rồi nè. Bây giờ đem ra ngoài trước cửa. Bây giờ lầm thêm sáng đi. Bây giờ lên nhà thờ lầm sáng. Cứ vứt hết ra ngoài trước cửa. Vứt ra trước cửa đi. Bây giờ chúng ta phải đi tìm những chìa khóa mở hết cả cánh cửa. Nó là Umbala Alabachap. Ta lại khiêu vũ như để ăn mày. Đâu, bà nô đi trước đi em luôn là người đi trước đấy. Thôi, em trẻ làm sao dám đi trước, làm sao dám vượt mặt người già tóc bạc được anh. Nhưng bọn mình quy định từ vừa nãy rồi mà, em là người thua cuộc mà em phải đi trước chứ. Ồ. Ôi, nó phòng này. Đi nè, quay lại nè. Ôi, đi về. Nó đây đó. Không chạy được. Là không, bây giờ mình càng đốt nhiều con dê nó mới điên nhiều, bây giờ nó đang bình thường. Nào thôi. Anh Nicky đâu rồi? Tao thì tao bỏ cứu tao. Đâu? Sao sợ quá. Nó chờ đây. Đi xuống quăng đồ ra ngoài cái đi. Cái xăng lấy mấy bình xăng rồi, đem bao nhiêu bình xăng rồi. Cầm đủ 10 rồi đem ra kia là được. Tiêu diệt quỷ. Đâu đủ không? Đếm thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, đủ rồi. Bây giờ là lấy rơm đi dụ mấy con dê thôi. Đúng rồi, bây giờ cầm rơm đi tìm dê. Còn mắt kít là để ví dụ mà bồ mình nóc thì mình cứu thôi. Ê, con dê, bắt dê. Bắt, rơm. Thôi, đó. Rồi, đem một dê, cầm một tắt thả nhầm á. Chiếu nó được. Đi vòng lại đâu con chưa đi vô nhà. Biết nó đâu rồi. Hay đi vô sau nhà sao. Này thì chạy đầu, tham lam chạy đầu. Mà con này nó đứng đờ ở đấy. Thấy nó anh em nhớ tập trung chiếu nha. Chưa đâu anh. Ê giờ vứt con dê đây à hay sao? Đúng rồi, vứt vô đốt luôn đó. Rơm. Vứt một nha. Rồi đốt một con kìa. Chứng mặt rồi phải không? Ê, để bỏ xăng vào, bỏ xăng vào. Đang đốt. Nice. Cầm heo rơm. Nó gào lên đó, bây giờ bắt đầu nó đi xăng rồi đó. Bắt đầu đến được đây là mình đấy. Ê, để tao đốt thêm một cái. Còn con dê nữa hả? Hết rồi, nhưng mà để tao đốt, đổ xăng như trước. Trên đầu có 3 con gì vậy? Rồi, lát nữa có dê đơm thôi. Bây giờ cầm medkit theo nè, rồi cầm rơm đốt ha. Bên trái nó bên dưới bên trái bên ngoài. Kìa, nó dưới bên trái ngoài kìa. Ôi trời, chú phải chiếu. Ôi. Chạy đi, nó choáng quá chạy đi. Nó chán rồi chạy luôn, nó chán. Lên trên nữa. Có con bò cứ chiếu nha, nó chết được. Đó, hành nãy cầm chìa khóa đâu. Đậu nó điện sang, nó sang hoài luôn á. Không, có chìa khóa của người đấy đâu. Không có chìa khóa của cái cage. Khóa của cái cage. Đâu, không, ừ, phải đi tới mấy cái phòng hồi nãy mình chưa mở á. Đi mở mấy phòng nó ra mới có chìa khóa bên đó. Đi xuống rồi. Nó dưới hầm, Ở đâu ấy rồi? Ê, mấy cái phòng ở đây nè, mấy phòng này chưa mở nè. Đây, phòng đây. Sao lưng kìa? Cứu tao. Ôi chiếu. Cứu em đó, em bị dính chân rồi. Ba đôi ơi. Nhớ đi bọc vị trí nha. Tìm mấy con dê đi. Phải. Ơi, lúc kìa. Chiếu. Hello, con này thân thiện à? À. Thân thiện gió. Đừng có làm điệu. À hết pin. Thôi chạy đi. Cái bên này nãy có cái phòng nào chưa mở cửa? Phòng này. Ôi, sau lưng kìa. Nó ngay sau lưng. Nó đứng ở ngoài. Mở cửa phòng bên đây. Chạy. Bắt đầu em đừng có ép nó ra. Bắt dê chưa? Bắt con dê kìa, thằng nào quăng gớm, sau lưng kìa. Con dê nè. Chết lắm ha. Nó trước mặt bên phòng bên trái nha, trước mặt bên phòng trái. Ok. Mà lát nó chạy tắt lại như bịch trời ấy, để biết được đâu mà lần. Má lát mày mới đốt hai con. Con này nó chưa điên lắm đâu. Bây mình nhìn thấy nó ấy, mình vẫn có thể là mình đi lách được. Đây là nó kìa, phải kìa.
Đi bình thường thôi, không phải sợ đâu. Đừng để nó chụp kế bên thôi. Nè, dì dây kìa, chụp nó. Thái rơm, bắt nó. Đâu, ai bắt rồi? Đây, tôi bắt rồi. Đây, mọi người, xe. Ok. Mình ngay cửa chính luôn nè, lụm người ra cửa chính luôn nè. Ờ, đi. Đi, ra. Em lượm được 1 con, 3 con. Tập này 3 con, 6 con rồi, nó điên lắm ấy. 5 con. Ê, con xe này, ốc, bắt luôn đi ốc. À, nắp bắt luôn. Bỏ máy kín bắt luôn. Đâu? Bắt luôn con xe này đi ốc. Quăng ra là nó chạy lại à, quăng ra là nó chạy nè. Ốc rồi, ốc dư slot mà. Nó tự tới cắn con này rồi, Bấm che bắt hả? Ừ. Rồi đi. Lửa này cháy dinh cũ luôn rồi, để bây giờ chết hả? Không biết, không chắc. Rồi, cái thằng mới đốt á, cầm xăng đốt vô. Đè liên tục luôn. Ủa con dê hàng nào kiếm, bắt con kia lại. Nè, đây. Con dê bên phải nè, bắt đi. Rầm. Rầm trước mặt. Kìa nó chạy trước đây nó chạy. Ôi đủ má. Xôi nó. Chán chạy qua mặt đó nhanh. Rồi, để nó chán rồi chạy qua. Rồi, đốt vô nhanh. Vô đốt nha. Đâu con dê nãy rồi. Đây. Có bờ kẹp. Ok. Nó điên lắm rồi đấy. Đốt. Đang đốt. Đè vô nó cũng. Okay, rồi, đi kiếm về tiếp. Kiếm dơm. Rơm bên phải ở trước nhà gì đó. Dơm này, ai chưa cầm dơm đi. Cầm rồi. Đúng đủ ra, mỗi con nó đủ ấy. Sao lực. Chiếu. Mấy con đó thì cứ chiếu thôi. Ôi, lại nữa hả? Sao nó chọn mình không vậy? Ở đâu vậy? Cứu nó. Nó đứng kia mà nó chụp mình. Nó có đứng ở đây không? Con. Dây này. Thả rơm. Ok, đây. Biết đi từ anh đâu mà đúng không? Không, em nghe tiếng em bò thôi chứ em không biết. Đây. Mấy dây, hai dây, hai con đúng không? Mất dây rồi, thằng mất dây rồi, em bị chụp cái mất. Đâu vậy? Đĩ này nó điên lắm rồi á. Kiếm dê. Kìa nó dí. Ui đủ bá. Đừng có chạy. Anh em. Cái này nó sẽ. Ghê quá. Bên trái nó ngoài bên trái nha. Chạy ra đi kìa. Phải không? Tao mới thấy chạy ngang. Đây em đi cứu anh đây. Đồ bên kia. Đã thấy nó nhớ chiếu luôn em. Cho anh có cái máy luôn. Hai đứa. Đi. À, sau lưng à? Mày giật mình quá. Chú kia đấy dơm à? 7 con bắt đầu nó điên rồi nha. Chánh ơi, dạy chú rồi, lại lên. Lên tầng 3 kiếm dê. Crom đâu? Người, 2 con, 3 con dê thôi. 3 con dê thôi. Chiếu. Đi. Hai con nữa. Luôn đi, không mất. Mình còn 3 con. À, con đó với 2 con nữa nha. Sẵn đi ra ngoài kiếm luôn. 9 con rồi nó săn ghê lắm á, nên tốt nhất là mình bắt xong luôn đi anh ơi. Không thì cầm nhảy tiếng. Nó dí kìa. Gần rồi. Ôi, chết tao luôn rồi. Gà bắt dê lùm cái này là thế. Bắt là bắt tới kia nữa hả? Ừ. Tại vì lắm rồi. Ê, chính ra là từ đấy giờ mình chưa xuống lại cái tầng hầm vừa nãy của mình đâu. Xuống lại tầng hầm vừa nãy xem có con này không. Đúng rồi, chơi dưới đó có đường.
đéo có con nào mà. Ê mở phòng ngoài nữa này. Vô vô xem coi có. Ê một con trong này, một con trong này. Quăng ra là từ đất nào, quăng ra từ đất không kìa. Ừ. Là mình có hai con đúng không? Mình thiếu một con nữa đúng không? Thiếu một con gì nhất thôi. Con cái con. Nó kìa, sôi đó. À, chui góc này, đây, đừng chạy qua, bắt á, chui góc này lại, dụ đi vô cho. Ờ, nó chạy kìa. Chạy, đi. Nó chạy như điên luôn đấy. Ừ. Đủ ba con hả? Đi chung chung đi, rồi mấy con sôi giùm tao cái nữa. Đi, đừng có đốt vội, đau rồi, mọi người đâu hết rồi. Sau lưng. Ai cô đi, sôi. Chạy. Nó sức mạnh của tình bạn mà. Sức mạnh tình bạn. Đủ chưa anh em, đủ chưa? Follow me. À, chạy nữa rồi. Xoay. Giờ kiếm nhanh, kiếm con lại nhanh. Tôi ở ngoài chỗ đó rồi nha. Ok. Em chạy ra. Mấy con rồi. Em tôi cầm một con. Em cầm một con, còn thiếu. Ôi vậy còn một con nữa, chưa tìm được con còn lại. Ủa? Con còn lại đâu á? Bây giờ đi chung để xoay nha, đang hết điện pin dần á. Đi chung để xoay, cứ đi. Phải đi kiếm một con lại thôi. Đi chung, nó kia xuống dưới nè. Xoay nó cái lại chạy à. Để cho xoay. Đéo đủ rồi. Đủ cú rồi, lên. Ốc bắt luôn con xe. Ok, đâu, đây. Đây, bắt luôn, đốt luôn đi. Mẹ chín con cũng thế à. Ê, đừng có chạy vô nha. Cứ chạy vô, chạy cái đốt mẹ đi ông ơi. Ê, lâu chết, tao lỡ nó quăng ra, quăng con kia ra rồi. Mấy chết ở đâu, mấy chết ở đâu. Mấy chết ở sạch chết luôn, ngay sạch chết luôn. Chạy chín ơi. Mẹ bên trái là có. Chạy lên sạch chết, chạy lên tới. Đi, sức mạnh tình bạn thôi chứ giờ sao. Chạy chín hai cái luôn. Bây giờ sợ hai thằng soi đéo chết nó. Chạy vô cánh chết đi. Cái tiếng của nó đó, chuẩn bị soi nè, nó chạy gần là soi. Bên này mày chạy ơi, bên này mà. Bỏ đâu đây? Bên này có mấy chiếc, bên này hai cái được không? À thế qua bên đây. Bếp anh thấy không? Mình vô cái phòng bếp anh thấy không? Nè. Cái nó bế cái nào chạy vậy? Bế này nó kia. Mấy cái đâu? Chiếc trong phần cứ chết, nó chạy vô cứ chết vô trái. Mẹ phải, mẹ bên phải luôn. Bên chỗ em đang nằm nè. Ây da, cho tụi em là có hả? Có nhiều bên kia lắm. Quên trước nè, quên trước em cứu lẹ được nè. Ê, con ma nó ở chỗ tôi nha anh em, con ma ở chỗ tôi nha. Ok. Đó. Còn đúng có con dê là phải làm. Mà nghe. Xoay. Xoay đi. Ok, bọn phải xoay ở xa một lúc. Xoay xa quá. Đi thì nói gì vậy? Bắt vào. Đây, ra chỗ tôi. Ở ngoài đây có con dê này mọi người, ở ngoài đây có con dê này. Biết rồi. Đi chung xuống lấy con dê nè. Không có ba, không thấy ma ở đây. Để tôi cứu nó. Con dê mọi người. À, còn một con nó giết nữa thôi. Ê, sao lưng kìa, nó qua sao lưng thằng chắc á. Xôi. Ờ, chạy xuống hầm. Đốt nha. Cứ đốt đi. Đốt đây hoảng nào lại. Ê, con dê cuối cùng dưới đây. Bây giờ mình đi xuống dưới kia, mình kiếm dơ, mình đốt luôn đi, chết một người được. Không phải, con đó không phải con cuối đâu. Con mình chưa tìm con lại con đó, nãy con mình rơi à. Đừng bật sớm quá. Kiếm bùi rơm, mình phải đi kiếm bùi rơm. Bùi rơm ở ngoài thôi, chứ trong nhà đấy có. Em có mét rồi. Ra cứu kìa, thằng kia info đi, cứu kìa kìa, nó đây này. Ây đủ, nó còn mang ngay cho nó luôn. Không sao, nó hiền, nó đang chạy trạng thái hiền, không sao. Mày bò vô. Đóng cửa lại. Đây. Con này lúc mà nó phải ré lên ấy, thì mình mới soi được, chứ bình thường mày không soi nó đâu. Đúng rồi. Ra sảnh chính đi, lấy dơm á, đây có dơm rồi. Sau lưng người phải không? Trên lầu, sau. Chạy ra. Ê, một con dê dưới hầm, lên ra lấy rơm. Đây, có rơm. Dưới hầm, xuống hầm. Đi xuống hầm, thằng kia mấy kia đi. Cho thằng kia đi, cho mày kiếm mấy kia trước đi, rồi mình kiếm cứu nó sau. Ê, có mấy kia rồi, có mấy kia cứu rồi. Ok, rồi, bây giờ. Hầm đường nào. Bắt con dê nè. Quăng ra, anh khỏi cần tới gần. Biết rồi, nhưng mà cho nó nhanh, mày hiểu không?
Soi. Rồi ngay đây đốt ra đốt luôn. Không, còn một con nữa mà chưa biết ở đâu nha. Rồi chết rồi lại cái hồng lại. Còn còn một con nữa. Có rơm không? Anh em rơm không? Không. Từ để anh coi nó di chuyển đâu anh báo cho. Ủa, nó đi qua phải rồi đi qua trái, nó chạy vô nhà. Nó chạy vô nhà, nó chạy tầng hầm, nó đang chạy xuống tầng hầm bên dưới á. À, còn gì nữa đâu ta? Lên tầng 3, lên tầng 3. Lên tầng 3, lên tầng 3. Ủa, nó mới chạy ngay qua mặt luôn kìa. Lên lầu kiếm. Lên lầu tầng 3 kiếm con nó lại. Nãy giờ trên tầng 3 ít thấy đó. À, con cuối ở đâu ta? Không. Có phòng nào mình chưa kiếm ta? Cái phòng có một cái phòng dãy dài á. Ê, vừa nghe tiếng con dê kêu ấy. Để đâu? Bên dưới bên trái hay sao? Bên dưới bên trái hay sao á? Nghe tiếng hướng bên trái. Ngoài nhà sao ấy? Chỗ mình đứng nè. Ngoài nhà. Mấy chiếc đồng cũ rồi, anh có mấy chiếc đồng hết rồi. Anh có. Con dê đấy ở ngoài nhà hay sao ấy? Sau lưng kìa. Cháu đéo chiếc. Xôi giùm. Thằng gì cho xôi đi. Pin hết rồi. Thằng mà đất kỳ đâu. Trời ơi. Nó xôi. Xôi. Nhìn mấy kia ở đâu? Anh phải vô cái phòng ở đây nè. Chỗ anh thấy em bắn bò không? Vô cái phòng ở đây nè. Vô phòng chỗ em đang nằm nè. Đó. Ừ, cái mấy kia trong đó. Cái mấy kia chạy thẳng tới thấy. Qua phòng bên kia lận. Anh tiếp đi qua phòng bên kia lận. Có phải còn cặp. Đó, cái bên kia qua phải nữa. Chạy tới bên phải nữa là thấy cái bên kia. Ồ mẹ em phát cửa rồi. Ê xe luôn chứ. Có tê đây. Ê bắt con này. Rồi rồi chung. Con bơ. Bắt con dê chưa. Lập đơn con dê chưa. Đi. Các ngoài luôn. Nhanh nó cày đi, mặc cày đi. Nhanh. Không, em cầm con dê mà em bị bắt rồi. Mẹ vãi luôn. Mẹ cầm dê bị bắt rồi. Ở nó đâu rồi con dê rồi. Đây. Khỏi cứu. Bắt luôn. Đi, nhanh, vô luôn. Bắt luôn quả cứu. Đốt sang, bắt chắc nha. Tôi dê đâu? Ma nó không ở chỗ đây đâu. Ủa, cái nào nó bắt gì? Nó thằng ông, con mẹ ông dê đi rồi. Ông mẹ ăn đâu quăng dê? Có đâu? Anh đi kìa, anh đi con dê thôi. Anh có quăng đâu? Không. Bắn chè. Chè bắn chè nha, mấy kia bắn chè nha, đừng làm hỏng chuyện nha mấy kia. Vừa đây anh có nhặt đâu, vừa đây anh nhặt mà lẻ bắn chè lẻ. Anh nhặt là để nhặt đó là. Sao mà sao mà sao mà. Win. Đây như có tình thờ tình tới á. GG.